Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Kiều Đàm. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, với một diện tích rất là đẹp là 5.3 x 16, được xây dựng một trệt ba lầu và có khoảng 4 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách và điều đặc biệt là toilet trong phòng. Hướng của căn nhà đó là hướng Tây Bắc và vị trí của căn nhà cách đường lớn khoảng 50m, đường trước nhà 7m, xe hơi tránh nhau. Đối với căn nhà là đã có thổ cư, xây nhà và hoàn công, pháp lý an toàn, mua bán công chứng sang tên ngay. Khu Kiều Đàm có an ninh khép kín và được bảo vệ 24/24. Xung quanh khu Kiều Đàm rất là nhiều nhà xây dựng và cư dân đã ở rất là đông đúc. Khu dân cư Kiều Đàm được biết là một khu dân cư có những con đường bằng bàn cờ 7m, xe ra vào và tránh nhau di chuyển rất là dễ dàng. Khu dân cư Kiều Đàm là cửa ngõ của quận 7, có rất nhiều tiện ích xung quanh, rất tiện lợi cho các cư dân mua sắm, ăn uống và giải trí. Được rất nhiều người nổi tiếng như ca sĩ, người mẫu chọn làm nơi an cư và lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có bách hoa xanh, có chợ Tân Hưng nằm sát siêu thị Lotte Mart và cách siêu thị Vivo City khoảng 1 km, cách trường đại học Tôn Đức Thắng, trường đại học Tài chính Marketing, trường đại học Cảnh sát Nhân dân 1 km. Khu dân cư Kiều Đàm còn có địa thế long mạch rất là tốt nha quý anh chị, được ví như là con rồng của điểm đầu quận 7. Đầu khu dân cư có một đền Quan Thánh và giữa khu dân cư là có một chùa Kiều Đàm rất là đẹp. Phải nói một khu dân cư một bước chân ngàn tiện ích phải không quý chị? Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông, giáp với cầu Kênh Tẻ, rồi là đường Nguyễn Hữu Thọ và cầu Hiêm Lam. Do đó sẽ thuận lợi trong việc di chuyển qua lại giữa các quận 1, quận 4 và quận 8, Nhà Bè và Bình Chánh. Căn nhà của Phước Sửu giới thiệu cho quý chị giá rất là rẻ so với giá thị trường, do chủ nhà kẹt tiền cần bán gốc. Quý anh chị cần thêm thông tin của căn nhà, hãy inbox ngay cho Phước Sửu nhé, theo số hotline nè 0909477288. Quý anh chị có dự định mua nhà đất, hãy đưa cho yêu cầu của mình cho Phước Sửu. Đội ngũ của chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưa thích cho quý anh chị để chọn thành một nơi an cư lâu dài và đầu tư sinh lợi. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại những sản phẩm các quận khác, hãy gửi thông tin cho Phước Sửu nhé. Xin chúc quý anh chị một ngày thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Thank you.